Mẫu túi bút Caro 2 ngăn này có gì mà đang hot ở Tuệ Minh thế nhở? Cùng Tuệ Minh khám phá nhé. Mặt trước của túi bút là bằng nhựa trong suốt, mặt sau là vải dù, chống nước chống bụi bẩn luôn. Khóa kéo thì khá là chắc chắn và trơn tru nhé. Túi bút khá là rộng cho nên có thể đựng được rất nhiều đồ dùng học tập, khá là tiện lợi đấy. Túi bút có hai loại là Caro đỏ và Caro đen, với họa tiết này thì khá là đang bắt trend ở bây giờ. Với kích thước là 20 x 7.5 x 10 cm sẽ phù hợp với mọi đối tượng và môi trường sử dụng. Chúng ta sẽ cho thử một số mẫu bút vào xem em ấy có thể chứa được bao nhiêu bút nhé. Mình đã cho tầm khoảng tầm 20 bút rồi, nhưng mà vẫn khá là thừa chỗ để các bạn có thể cho thêm. Còn mặt ngoài của em ấy sẽ là ngăn thứ hai nhỏ nhỏ, thì các bạn có thể là để sơ thích cơ trang trí này, hoặc cũng có thể là để những dụng cụ học tập như là thước kẻ, eke ở bên ngoài nhé. Sản phẩm này thì shop mới có về số lượng ít thôi, cho nên các bạn mà lỡ đã phải lòng em ấy thì hãy nhanh tay thêm em ấy vào sổ hàng và đặt hàng càng sớm càng tốt.